Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Hoàng Dung và Mỹ Lan. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng mỗi ngày từ thứ Hai cho đến thứ Sáu và lúc 5 giờ, 7 giờ và 10 giờ sáng. Kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe. Và như thường lệ, để mở đầu cho phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin chính về Hoa Kỳ. Cửa hàng Apple ở San Francisco bị cướp vét sạch các món hàng trị giá 20.000 Mỹ kim. Các nhóm y bác sĩ quân đội giúp các bệnh viện Michigan điều trị bệnh nhân COVID-19 đang tăng cao. Hoa Kỳ buộc du khách qua lại biên giới phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ kể từ tháng Giêng năm 2022. Nghi can lao xe vào đám đông diễn hành mừng Giáng sinh ở Wisconsin ra tòa. Chỉ số tiêu thụ ở Hoa Kỳ giảm thấp kỷ lục trong một thập niên. Hàng trăm gói hàng FedEx bị ném xuống khe núi ở Alabama. GoFundMe gỡ bỏ trang gây quỹ giúp nghi can Daryl Brooks 5 triệu Mỹ kim. Các học khu hủy bỏ hàng ngàn lớp học vì thiếu thầy giáo và nhân viên hành chính. Kính thưa quý vị, và bây giờ là bản tin chi tiết. Cửa hàng Apple ở San Francisco bị cướp vét sạch các món hàng trị giá 20.000 Mỹ kim. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, thêm một vụ cướp nữa đã xảy ra tại cửa hàng Apple Store ở San Francisco, California giữa ban ngày trước mắt hàng chục nhân viên và khách hàng. Kẻ cướp gồm các tội phạm có tổ chức đã xông vào cửa hàng lấy đi số hàng hóa trị giá hàng chục ngàn Mỹ kim. Một ngày trước đó, kẻ cướp cũng đã đập vỡ cửa sổ, đột nhập vào cửa hàng bách hóa tại trung tâm mua sắm sang trọng ở thành phố Los Angeles, lấy đi nhiều hàng hóa đắt tiền, rồi nhảy lên xe hơi của đồng bọn chờ để mà tẩu thoát. Hầu hết thì kẻ cướp thuộc thành phần trẻ, cướp hàng hóa, sau đó rao bán trên mạng. Vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Apple và Nordstrom vào ngày thứ Tư ở California là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ cướp đã buộc lực lượng thực thi pháp luật phải áp dụng các biện pháp cứng rắn để bảo vệ các cửa hàng. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, 5 nghi can còn xịt hơi cay vào mặt của một nhân viên an ninh tại trung tâm mua sắm Westfield Topanga, đột nhập vào cửa hàng Nordstrom vào tối thứ Tư lấy đi 8 chiếc ví đắt tiền. Văn phòng công tố viên San Francisco đã truy tố 9 nghi can liên quan đến nhiều vụ cướp có tổ chức tại thành phố này vào ngày thứ Tư. Cảnh sát đã tăng cường việc bảo vệ an ninh các cửa hàng để đối phó với kẻ cướp và thống đốc California là ông Gavin Newsom kêu gọi các thị trưởng tăng cường nỗ lực ngăn chặn hoạt động của các băng đảng tội phạm. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, đó là các nhóm y bác sĩ quân đội đã giúp cho các bệnh viện Michigan điều trị bệnh nhân COVID-19 đang tăng cao. Chính phủ liên bang cho hay sẽ cử nhóm 44 y bác sĩ quân đội đến Michigan để giúp các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tăng cao kỷ lục trong làn sóng đại dịch thứ tư. Các nhóm thầy thuốc này sẽ làm việc tại Bệnh viện Beaumont ở Dearborn và Spectrum Health ở Grand Rapids trong vòng một tháng để giúp điều trị gần 4.000 bệnh nhân, tăng 87% so với tháng trước và tăng 94% so với tháng 4. Theo ông Brian Peters, giám đốc điều hành các bệnh viện, thì phần lớn bệnh nhân của họ chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc là chưa được tiêm liều tăng cường. Số bệnh nhân nhập viện tăng vọt đã làm hầu hết các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Michigan là tiểu bang ghi nhận hơn 25.000 người chết vì COVID-19, với 17.000 ca và 280 người chết trong 2 ngày, số ca nhiễm cao nhất Hoa Kỳ trong vòng 7 ngày qua. Theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins, thì số ca nhiễm COVID-19 trung bình hàng ngày trong 7 ngày qua tại Michigan đã lên hơn 8.100 người. Đây là mức cao nhất trong mùa đại dịch kéo dài 20 tháng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, thì số ca nhiễm COVID-19 giảm gần 46% trong lễ tạ ơn năm nay. Tuy nhiên, thì CDC đã khuyến cáo là công dân Hoa Kỳ nên hoãn các chuyến du lịch cho đến khi đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và cả ở trong nhà tại các cộng đồng có khả năng lây truyền cao, thưa quý vị. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ buộc du khách qua lại biên giới phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ kể từ tháng Giêng năm 2022. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho hay, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu du khách
Mexico và Canada băng qua biên giới để nhập cảnh Hoa Kỳ phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ kể từ ngày 22 tháng Giêng. Biện pháp trên được áp dụng tiếp theo sau quyết định mở lại biên giới Hoa Kỳ với Canada và Mexico, cho phép du khách không phải là công dân Hoa Kỳ nhập cảnh kể từ tháng 11 vừa qua, với điều kiện là phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, có lý do cần thiết như tài xế lái xe vận tải, nhân viên chính phủ và nhân viên cứu nạn. Công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ vẫn được phép nhập cảnh mặc dù chưa tiêm chủng nhưng sẽ bị xét nghiệm COVID-19. Nghi can lao xe vào đám đông diễn hành mừng Giáng sinh ở Wisconsin ra tòa. Thưa quý vị, người đàn ông bị truy tố tội lái xe hơi lao vào đám đông đang tham dự cuộc diễn hành mừng lễ Giáng sinh truyền thống hàng năm gần Milwaukee đã ra hầu tòa lần đầu tiên sau vụ tấn công cuối tuần qua với 6 tội danh giết người. Tổng số người thiệt mạng tăng lên 6 người, với cái chết mới nhất của một cậu bé 8 tuổi, thưa quý vị. Darryl Brooks, 39 tuổi, xuất hiện tại phiên tòa Waukesha County Circuit Court, được ấn định số tiền bảo lãnh để tại ngoại là 5 triệu Mỹ Kim. Theo cáo trạng đọc tại phiên tòa, thì nghi can Brooks đã lái một chiếc SUV vượt qua hàng rào cảnh sát vào hôm Chủ nhật, lao vào đám đông đang diễn hành mừng lễ Giáng sinh hàng năm ở thành phố Waukesha, cách Milwaukee khoảng 20 dặm về phía Tây, làm 6 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương, thưa quý vị. Brooks là cư dân Milwaukee, đã bị bắt tại một địa điểm gần nơi gây án trong cùng ngày Chủ nhật. Cảnh sát cho biết nghi can hành động một mình và không có động lực khủng bố. Cảnh sát đã nhận được đơn tố cáo của Brooks xách dao đe dọa thành viên trong gia đình trước khi y lái xe lao vào đám đông diễn hành. Khoảng 5 giờ chiều vào ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 11, giáo đoàn Waukesha đã tổ chức buổi lễ thắp nến tại công viên Cutter ở Waukesha để cầu nguyện và tưởng niệm các nạn nhân qua đời trong vụ tấn công. Thưa quý vị, chỉ số tiêu thụ ở Hoa Kỳ đã giảm thấp kỷ lục trong vòng một thập niên. Số liệu công bố ngày hôm qua cho hay chỉ số tiêu thụ của tại Hoa Kỳ trong tháng 11 đã giảm so với một tháng trước đó, xuống mức thấp nhất một thập niên vì giá cả tăng vọt làm xói mòn kế hoạch mua sắm hàng hóa của người dân Mỹ. Theo ông Richard Curtin, người đứng đầu cuộc khảo sát, thì sự thiếu hụt hàng hóa cung cấp cho thị trường cùng với chỉ số lạm phát leo thang là nguyên nhân làm giảm sút chỉ số tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Nhiều người được hỏi ý kiến cho biết họ tin rằng giá cả sẽ tăng gần 5% trong năm 2022, là mức cao nhất từ năm 2008. Hàng trăm gói hàng FedEx đã bị ném xuống khe núi ở Alabama. Thưa quý vị, hàng trăm gói hàng của công ty vận chuyển FedEx đã bị vứt bỏ trong một khe núi ở Blount County, Alabama, cách Birmingham khoảng 40 dặm về phía đông bắc, đã được người đi đường tìm thấy vào hôm thứ Tư. Cảnh sát cho biết số hàng hóa trên lên tới 400 gói, đủ kích cỡ, có lẽ đã bị ném xuống khe núi. FedEx cho biết họ đang mở cuộc điều tra sự việc và cam kết là sẽ chuyển giao các gói hàng đến tận tay người nhận càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, GoFundMe gỡ bỏ trang gây quỹ giúp cho nghi can Darryl Brooks 5 triệu Mỹ Kim. GoFundMe cho hay đã xóa trang quyên góp 5 triệu Mỹ Kim giúp cho nghi can Darryl Brooks nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Y là người đã lao xe vào đám đông đang diễn hành mừng Giáng sinh ở Waukesha, giết chết 6 người và làm 60 người khác bị thương. GoFundMe đã mở trang gây quỹ nhằm thu thập 5 triệu Mỹ Kim cho nghi can Darryl Brooks để giúp cho Y. Trang quỹ bảo lãnh Darryl Brooks ngày hôm qua đã bị xóa và công ty xác nhận với Fox Business rằng họ xóa trang này vì vi phạm điều khoản dịch vụ của công ty. GoFundMe gần đây bị chỉ trích vì cho phép gây quỹ giúp cho Kyle Rittenhouse, người không bị kết tội giết người và tội sử dụng một khẩu súng trường tấn công, giết Anthony Hooper, Joseph Rosenbaum, làm cho Gage Proskers bị thương. Công ty cho biết việc vận động tiền quyên góp để bảo vệ một tội phạm bị cấm trừ khi bị cáo được tuyên bố trắng án. Cái này chị cũng không hiểu nữa. Một cái kẻ tội phạm là giết người như vậy mà tại sao cái GoFundMe, theo những nhiều cái bản tin trước đây chị em mình đọc,
là thường là cái GoFundMe này là giúp đỡ cho những cái trường hợp nào mà người ta thiếu thốn hay là người ta nghèo, hoặc là nhiều khi chồng chết, vợ chết hay là gia đình bị cái gì đó. Mà tự nhiên bữa nay đọc bản tin thì em nghĩ sao tự nhiên lại đi giúp tiền 5 triệu để cho cái anh này là ảnh tông xe vào đâm ông giết tới 6 người rồi bây giờ làm cho bao nhiêu người bị thương. Sứ Mỹ này tự do quá đáng, Phương Cưng. Và kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là các học khu đã hủy hàng ngàn lớp học vì thiếu thầy giáo và nhân viên hành chính. Các trường học khắp Hoa Kỳ đã phải hủy các lớp học vì thiếu nhân viên hành chính và giáo viên, những người bị sa thải vì không tiêm vaccine COVID-19 theo quy định. Theo Wall Street Journal, trong năm 2021, đã có ít nhất là 3.145 trường học phải đóng cửa để giáo viên và học sinh được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Sau hơn một năm học tập từ xa, học sinh đã phải quay trở lại trường học và buộc các trường cần thêm nhân viên để dọn dẹp vệ sinh trường ốc, cũng như tăng cường hoạt động kiểm soát để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của mọi người. Theo Alina Thackeray Ross, giám đốc trường cộng đồng Silanti, thì các nhân viên hành chính đã phải làm thêm 800 tiếng đồng hồ, vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ khử trùng các lớp học. Các trường học ở Suffolk, Virginia gần đây đã phải tan học sớm vào thứ tư hàng tuần trong năm nay để tránh tình trạng giáo viên bị kiệt sức. Sự kiện trên đã làm một số bậc phụ huynh không hài lòng, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.